Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng 23 cầu thủ kiên cường đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn để quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực thể hiện tinh thần và nhuệ khí trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới. Dưới đây là gương mặt huấn luyện viên và 23 chiến binh của đội tuyển nữ Việt Nam. 1. Thủ môn Kim Thanh, tuổi 30, chiều cao 1,65m, cân nặng 58kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Thủ môn Hằng, tuổi 30, chiều cao 1,69m, cân nặng 59kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Than khoáng sản Việt Nam. 3. Thủ môn Kiều Anh, tuổi 20, chiều cao 1,7m, cân nặng 60kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 4. Hậu vệ Kiều, tuổi 28, chiều cao 1,66m, cân nặng 57kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Hậu vệ Linh, tuổi 22, chiều cao 1,66m, cân nặng 56kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 6. Hậu vệ Thương, tuổi 23, chiều cao 1,68m, cân nặng 51kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Than khoáng sản Việt Nam. 7. Tiền vệ Thu, tuổi 32, chiều cao 1,57m, cân nặng 54kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 8. Tiền vệ Nghi, tuổi 27, chiều cao 1,59m, cân nặng 51kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Than khoáng sản Việt Nam. 9. Tiền vệ Thu Thảo, tuổi 30, chiều cao 1,58m, cân nặng 50kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 10. Hậu vệ Thúy, tuổi 32, chiều cao 1,63m, cân nặng 51kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 11. Tiền vệ Hòa, tuổi 30, chiều cao 1,58m, cân nặng 50kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 12. Tiền vệ Thùy Trang, tuổi 30, chiều cao 1,63m, cân nặng 52kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 13. Hậu vệ Hương, tuổi 22, chiều cao 1,68m, cân nặng 54kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 14. Tiền vệ Thùy Linh, tuổi 23, chiều cao 1,68m, cân nặng 51kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 15. Tiền vệ Vân, tuổi 27, chiều cao 1,63m, cân nặng 56kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 16. Hậu vệ Thu Hiền, tuổi 24, chiều cao 1,62m, cân nặng 54kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 17. Hậu vệ Thúy Hằng, tuổi 23, chiều cao 1,68m, cân nặng 55kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 18. Hậu vệ Thịnh, tuổi 26, chiều cao 1,66m, cân nặng 53kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 19. Tiền vệ Vân, tuổi 28, chiều cao 1,58m, cân nặng 50kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 20. Hậu vệ Thùy Trúc, tuổi 28, chiều cao 1,67m, cân nặng 55kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 21. Hậu vệ Thu Huyên, tuổi 23, chiều cao 1,62m, cân nặng 52kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 22. Tiền vệ Minh Anh, tuổi 28, chiều cao 1,6m, cân nặng 50kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 23. Hậu vệ Thanh Mai, tuổi 25, chiều cao 1,68m, cân nặng 55kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chọn ra 23 cầu thủ xuất sắc để đại diện cho đất nước tham gia giải đấu tại New Zealand. Dưới đây là danh sách các cầu thủ. 1. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tuổi 30, chiều cao 1,59m, cân nặng 52kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 2. Thủ môn Khổng Thị Hằng, tuổi 35, chiều cao 1,57m, cân nặng 49kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thủ môn Đào Thị Kiều Anh, tuổi 22, chiều cao 1,63m, cân nặng 51kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 4. Hậu vệ Trương Thị Kiều, tuổi 29, chiều cao 1,53m, cân nặng 48kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Hậu vệ Trần Thị Thu Thảo, tuổi 29, chiều cao 1,62m, cân nặng 52kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Hà Nội. 6. Hậu vệ Trần Thị Thu, tuổi 29, chiều cao 1,5m, cân nặng 48kg, đội bóng Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Hậu vệ Hoàng Thị Loan, tuổi
29, chiều cao 1,62m, cân nặng 52kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 8, hậu vệ Trần Thị Hải Linh, tuổi 22, chiều cao 1,5m, cân nặng 48kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 9, hậu vệ Lê Thị Diễm My, tuổi 20, chiều cao 1,63m, cân nặng 51kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 10, hậu vệ Lương Thị Thu Thương, tuổi 25, chiều cao 1,65m, cân nặng 54kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Than Khoáng Sản Việt Nam. 11, hậu vệ Thúy Hằng, tuổi 29, chiều cao 1,5m, cân nặng 48kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 12, hậu vệ Thu Hiền, tuổi 22, chiều cao 1,68m, cân nặng 54kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 13, hậu vệ Thúy Trúc, tuổi 28, chiều cao 1,58m, cân nặng 50kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 14, hậu vệ Thu Uyên, tuổi 23, chiều cao 1,62m, cân nặng 52kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 15, hậu vệ Thùy Trang, tuổi 30, chiều cao 1,6m, cân nặng 55kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Phong Phú Hà Nam. 16, tiền vệ Dung, tuổi 29, chiều cao 1,62m, cân nặng 52kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 17, tiền vệ Ngọc Dương, tuổi 30, chiều cao 1,6m, cân nặng 55kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 18, tiền vệ Hạnh An, tuổi 25, chiều cao 1,65m, cân nặng 54kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Than Khoáng Sản Việt Nam. 19, tiền vệ Thảo, tuổi 29, chiều cao 1,53m, cân nặng 48kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 20, tiền vệ Nhã, tuổi 29, chiều cao 1,62m, cân nặng 52kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 21, tiền vệ Hoa, tuổi 20, chiều cao 1,63m, cân nặng 51kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Hà Nội. 22, tiền vệ Vân, tuổi 25, chiều cao 1,65m, cân nặng 54kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Than Khoáng Sản Việt Nam. 23, tiền vệ Thùy Hằng, tuổi 29, chiều cao 1,5m, cân nặng 48kg, đội bóng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi đến New Zealand 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 2 trận giao hữu, họ lần lượt thua 0-2 trước chủ nhà New Zealand 10.7 và thất bại 0-9 trước Tây Ban Nha 14.7. Đội nữ Việt Nam lưu trú tại khách sạn Whistler TP Auckland với các tiện nghi phục vụ tốt cho trị liệu và nghỉ ngơi sau tập luyện và thi đấu. Tại World Cup 2023, họ phải đá 3 trận trên 3 sân ở 3 thành phố khác nhau của New Zealand. Huấn luyện viên Mai Đức Trung và đội bóng đối mặt với thử thách về thể hình khi chiều cao trung bình của đội thấp hơn các đối thủ. Tuy nhiên, điều này cũng tạo cơ hội để thể hiện tinh thần chiến đấu và đáng chú ý tại giải đấu lớn này.